Rồi. Dạ. Quay thì quay rồi cho thỏa mãn đấy. Dạ vâng. Tối nay thì rồi bút thay thì xuống ấy. Thì cũng bút cho họ ấy. Dạ, chúng tôi để định vị ấy. Đâu vào đó rồi mọi người biết con nghỉ như thế rồi về công việc của mình. Dạ. Gì đó rồi để cho mọi người nghỉ ngơi chứ đâu bút dạ. Biết được. Dạ. Gì được. Dạ. Cái việc nghỉ ở đâu thì con nghỉ được rồi nhưng mà mọi người về mới nghỉ được chứ mọi người đang đứng hỏi quay bên trong nghỉ. Dạ, A Di Đà Phật. Chư thật chào thầy nhá. Dạ, vâng, thưa thầy. Em có thấy các anh là nếu mà đăng video thì thầy đừng có làm những cái giật tít câu view ấy. Em chỉ là người tập trung đây đọc em trên tóc tóc ấy. Dạ. Nhiều chư những bạn nào chư Minh Thị chỉ làm hay gì ấy, đừng bao giờ làm như thế. Dạ, dạ. Làm như không ạ. Mình cứ thế nào là tự nhiên nó thầy cứ là đến 6 giờ là để nó dạ nó mình ấy. Dạ, dạ, vâng. Lan truyền nó tích cực là có sao như thế chứ đừng có làm giật tít người ta tò mò hay là dạ, dạ. Đấy, thì đến mọi người hoan hỉ nhờ. Dạ, dạ. Vâng, mọi người hoan hỉ tăng quay dạ, dạ, mọi người về nghỉ ngơi nhờ. Các em về đấy.